Kho sách nói chào mừng quý khán giả tiếp tục đến với phần 1 của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 1 với chương 2. Chương 2, nền tảng của chương trình khắc phục hạn chế cá nhân. Tôi luôn quan tâm đến những điều giúp cho một số người thành công rực rỡ, trong khi những người khác dù cần cù đến mấy cũng không vươn cao hơn được. Tại sao Tiger Woods cứ tiếp tục chơi giỏi hơn những tay golf khác? Tại sao Cathy Couric không ngừng thăng tiến trong khi những người khác bị đuổi việc? Tại sao Terry Bradshaw vẫn tiếp tục đứng vững trong ngành phát thanh sau khi những người khác đều lần lượt ra đi? Chú thích: Tiger Woods sinh ngày 30 tháng 12 năm 1975, vận động viên chơi golf hàng đầu thế giới người Mỹ. Cathy Couric sinh ngày 7 tháng 1 năm 1957, nhà báo, phóng viên, bình luận viên nổi tiếng người Mỹ, tổng biên tập kiêm phát thanh viên của chương trình CBS Evening News. Terry Bradshaw sinh ngày 2 tháng 9 năm 1948, cựu tiền vệ bóng đá người Mỹ, chuyên gia phân tích bóng đá của chương trình For NFL Sunday. Hết chú thích. Tại sao? Trong đầu tôi đầy những câu hỏi, và có vẻ như cách duy nhất để có được câu trả lời là phải trực tiếp tìm hiểu từ những người thành công để xác định những khác biệt tồn tại giữa họ và những người bình thường khác cùng thời. Và tôi đã làm như thế. Đối tượng nghiên cứu của tôi cũng rất đa dạng. Họ là những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, song đều là những người thành công trong xã hội, từ những nhân vật tầm cỡ của phố Wall, các nhân vật đứng đầu trong ngành công nghiệp của họ, các vận động viên thể thao nổi tiếng thế giới, đến các em nhỏ có thành tích học tập vượt trội, các nhân vật truyền hình nổi tiếng và các bậc phụ huynh có nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc nuôi dạy con cái. Chúng tôi còn tiếp cận các nhà giáo dục hàng đầu trong nước, nhiều người khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất, các hãng bán lẻ lớn nhất và các nhà lãnh đạo quân sự. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu thành công của tất cả những ai mà chúng tôi có thể khai thác được thông tin, đồng thời quan sát nhiều đối tượng khác nữa nhằm tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa những người thành công và người bình thường. Lý thuyết về thành công. Quan điểm chủ đạo của chương trình khắc phục hạn chế cá nhân chỉ ra rằng chỉ riêng các thế mạnh không thôi chưa đủ sức để giúp bạn tạo dựng thành công. Bất luận chúng ta có tài năng đến đâu thì chúng ta vẫn có những hạn chế nhất định, và đây là nguyên nhân chính khiến chúng ta thất bại. Như vậy, chính các hạn chế cá nhân đã quyết định mức độ thành công của chúng ta. Nếu bạn có thể xác định được những hạn chế ấy và lên kế hoạch khắc phục chúng, bạn sẽ nhìn thấy ngọn sóng mãnh liệt của thành công, sẽ đạt được nhiều thành tích vượt trội và cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn trong tất cả mọi mặt của đời sống. Nói một cách ngắn gọn là bạn sẽ phát huy được hết tiềm năng của mình. Lý thuyết về thành công trong chương trình khắc phục hạn chế cá nhân là một thách thức đối với hai phương pháp tự hoàn thiện bản thân đang thịnh hành, nhưng không hiệu quả đối với các thân chủ của tôi. Đó là lý thuyết về tính cách và lý thuyết về thế mạnh. Lý thuyết về tính cách khẳng định rằng tính cách của chúng ta đóng vai trò cốt yếu xác định cách thức chúng ta hành động, là một lĩnh vực rộng bao gồm nhiều quan điểm đôi khi trái ngược nhau về cái tôi. Lý thuyết về tính cách hỗ trợ rất ít trong việc xác định các vấn đề hoặc các chiến lược giúp cải thiện năng lực vươn tới thành công. Tôi tán thành ý kiến cho rằng các yếu tố bẩm sinh sẽ góp phần xác định con người chúng ta. Nhưng lý thuyết về tính cách cho rằng con người không có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Chính vì thế, nó vấp phải nhiều hạn chế trong việc đề ra những phương án nhằm phát triển tiềm năng con người. Có rất nhiều bài trắc nghiệm thú vị và hữu ích để mô tả tính cách của bạn, nhưng chúng lại không thể giúp bạn thay đổi hành vi ứng xử hoặc định hướng phát triển cá nhân. Một trường phái tư duy khác được gọi là lý thuyết về thế mạnh. Lý thuyết này cho rằng nếu chúng ta chú ý vào các thiên hướng phát triển tự nhiên, chúng ta sẽ nhận ra thế mạnh của bản thân, bởi chính thiên hướng đó tiết lộ cho chúng ta biết nên tập trung năng lượng vào đâu. Nói một cách đơn giản thì lý thuyết về thế mạnh là thế này: tính cách cố hữu của chúng ta vốn có xu hướng chống lại sự thay đổi, vì vậy chúng ta nên tập trung phát huy những ưu điểm và khả năng sẵn có thay vì dốc sức vào những lĩnh vực mà chúng ta kém cỏi. Tức là chúng ta cần biết cách khai thác thế mạnh của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với khái niệm cơ bản của lý thuyết về thế mạnh. Tại sao làm nhân viên văn phòng khi mà bạn có năng khiếu về âm nhạc
Hay hà cứ gì phải bám lấy công việc mà bạn chán ghét chỉ vì được trả lương cao? Hãy xác định tài năng của mình, phát huy chúng và sử dụng chúng ở mức độ tốt nhất có thể. Lý thuyết về thế mạnh cũng góp phần tạo nên thành công, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bạn đã nhận biết thế mạnh của mình, nhưng việc tiếp tục khai thác những thế mạnh ấy nhằm nâng cao nó lên một cấp độ cao hơn sẽ không tạo ra bước nhảy vọt đáng kể nào trong thành tích của bạn. Hầu hết các bệnh nhân của tôi đều không cần những lời động viên trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Họ cũng không muốn nghe những lời khuyên đại loại như hãy yêu thương bản thân và trân trọng những giá trị riêng của bạn. Ví dụ, sẽ là phản tác dụng nếu bạn bảo một người có óc sáng tạo nhưng thiếu khả năng kiểm soát bản thân rằng hãy cứ sống thoải mái theo cách của mình và mở rộng hơn nữa khả năng sáng tạo. Bởi vì tài năng của anh ta không bao giờ có thể đạt đến độ thăng hoa một khi anh ta thiếu sự tập trung và tính nguyên tắc, vốn luôn đồng hành với khả năng tự chủ. Cả lý thuyết về tính cách lẫn lý thuyết về thế mạnh đều không hữu dụng đối với công việc của tôi. Quan điểm cho rằng tính cách con người là không thể thay đổi được, không giúp ích gì cho tôi khi tôi cố gắng làm cho cuộc sống của mình thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Và việc người ta bảo tôi tập trung vào thế mạnh của mình cũng không giúp tôi xác định được những hành vi cần điều chỉnh để hoàn thiện mình hơn. Chương trình khắc phục hạn chế cá nhân được xây dựng dựa trên quan điểm sự thay đổi không chỉ là điều nên làm, mà còn là một đòi hỏi cấp thiết. Để có một cuộc sống viên mãn, chúng ta có thể và phải học cách tối thiểu hóa những điểm yếu trong hành vi ứng xử của mình, đồng thời tối đa hóa các thế mạnh của chúng ta. Giả sử, khi phải đối mặt với những rào chắn khó vượt qua mà chúng ta cứ mãi tập trung vào những mặt hạn chế của bản thân, nhất định chúng ta sẽ bị thất vọng và suy sụp. Nhưng nếu chúng ta phớt lờ và cứ hành động như thể rào chắn đó không hề tồn tại, thì hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Những hạn chế cá nhân tạo nên giới hạn. Các hạn chế cá nhân ảnh hưởng như thế nào đối với sự thành công? Rất đơn giản, chúng giới hạn tầm phát triển của bạn. Dù cho bạn có năng lực hay tài ba đến mức nào cũng vậy, những giới hạn cá nhân hay nói cách khác là những hành vi ứng xử tiêu cực, cả ý thức lẫn vô thức sẽ ngăn trở bạn và kéo lùi mức độ thành công của bạn. Hầu hết chúng ta đều biết ít nhất một người có tài, có năng lực, có cơ hội nhưng lại chẳng làm nên điều gì lớn lao với những tài sản quý giá ấy. Có lẽ bạn cũng đã thử nhìn lại cuộc đời mình cho đến thời điểm hiện tại và tự hỏi liệu tôi đã phát huy hết năng lực của mình hay chưa? Và nếu bạn cũng giống như bao người khác thì câu trả lời có lẽ là chưa. Vậy đâu là những yếu tố làm nên một người thành đạt? Điều gì giúp một số người thành công trong cuộc sống cá nhân hay trong sự nghiệp? Tôi bắt đầu quan sát những người được xếp vào hàng siêu sao trong lĩnh vực của họ. Tôi tự hỏi, điều gì đã giúp họ trở thành người giỏi nhất? Tôi biết rằng điều tạo nên sự khác biệt trong thành tích của những người này không chỉ đơn thuần là các thế mạnh của họ. Đó là lúc tôi bắt đầu xây dựng khái niệm hạn chế cá nhân. Thậm chí, tôi còn biết câu trả lời trước khi tất cả các cuộc thí nghiệm của chúng tôi được hoàn tất. Mức độ thành công liên quan đến những mặt hạn chế của chúng ta nhiều hơn là các thế mạnh. Trong quá trình thu thập dữ liệu, tôi đã hỏi các nhân viên của mình, ai là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới thể thao? Mark McCormack. Ngay lập tức, một nhân viên trả lời, chú thích, Mark McCormack, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1930, mất ngày 16 tháng 5 năm 2003, luật sư người Mỹ, đại diện pháp lý cho nhiều vận động viên chuyên nghiệp, đặc biệt trong môn golf và tennis. Hết chú thích. Từ kẻ hoài nghi trở thành một tín đồ. Quả thật, Mark McCormack là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làng thể thao đương đại. Năm 1960, ông đã ký kết một thỏa thuận với tay golf huyền thoại Arnold Palmer để làm người đại diện cho anh. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành pháp lý. Trước đó,
Gần như chẳng ai biết gì về các hợp đồng đại diện kiểu này. Từ khoảnh khắc mang tính lịch sử ấy, Mark đã bắt đầu gây dựng tập đoàn quản trị quốc tế IMG, International Management Group, một công ty toàn cầu làm đại diện cho tất cả những người nổi tiếng, từ Tiger Woods đến các nhà khoa học đoạt giải Nobel. Tôi đã tiến hành một nghiên cứu về trường hợp của Mark Comack. Chúng tôi thảo luận với nhau về việc làm thế nào để gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Ngồi trước ông, tôi như một kẻ ngốc, cứ há hốc miệng, ngồi nghe. Mark, quả thật, đã cho rằng tôi là kẻ ngốc. Nhưng vợ ông, Betsy, không nghĩ như vậy. Bà là một vận động viên tennis, đã từng đoạt cúp ở nhiều giải đấu chuyên nghiệp trong sự nghiệp thi đấu 23 năm của mình. Lúc ấy, bà đang ngồi cạnh ông trên trường kỷ. Betsy nói, nếu việc này có hiệu quả, nếu anh có thể thật sự giúp đỡ mọi người xác định những điều đang kìm hãm họ và khắc phục được hạn chế đó, thì tôi sẽ tham gia cùng anh ngay bây giờ. Chúng ta sẽ thực hiện việc đó như thế nào? Trái lại, Mark nhìn sự hăng hái của vợ với vẻ hoài nghi và bỏ vào phòng làm việc. Ông quả là một ta khó đối với tôi và tôi biết điều đó. Một giờ sau, ông trở ra và tiếp tục tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Tôi hỏi ông, Mark, ông sẽ nói gì nếu tôi có thể chỉ cho ông thấy hạn chế cá nhân lớn nhất đang kìm hãm ông? Ông cho phép ông gặt hái những thành tựu lẽ ra phải cao hơn nhiều so với hiện tại. Tôi không tin là anh có thể làm vậy. Ông trả lời ngay, không chần chừ. Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, Mark quyết định rằng ông muốn tự tìm hiểu chương trình này để nắm vững khái niệm về các hạn chế cá nhân và cách chúng có thể tác động đến thành tích của một người nào đó. Cùng với Mark và Betsy, chúng tôi bắt đầu một quá trình phát triển làm thay đổi đời người. Khi chúng tôi thảo luận về sự nghiệp của Betsy, bà đã đưa ra một câu hỏi rất hay. Nếu tôi không thể nào đạt được thành tích cao hơn bằng cách luyện tập nhiều hơn, vậy tôi nên làm gì? Câu hỏi này đã dẫn chúng tôi đến với bản mô tả Philippine, một công cụ đã giúp tôi phát triển và sử dụng thành công với rất nhiều người. Betsy từng là một tay vợt tài năng và đến giờ bà vẫn tiếp tục khẳng định mình bằng những trận đấu hay hiếm có. Ở tuổi 17, bà đã lọt vào bảng xếp hạng các tay vợt trẻ hàng đầu thế giới. Trong sự nghiệp thi đấu hết sức ấn tượng của mình, bà đã 5 lần vô địch nội dung đánh đơn và 25 lần vô địch nội dung đánh đôi. Khi bà hỏi những mặt hạn chế của bà là gì, tôi thật sự rất bối rối. Tôi chẳng biết gì về tennis và lúc ấy tôi cũng hoàn toàn không biết rằng bà là tay vợt chuyên nghiệp từng đoạt nhiều cúp vô địch như thế. Nhưng câu hỏi của bà đã hết sức rõ ràng. Theo anh, những hạn chế cá nhân đang kìm hãm tôi là gì? Tôi yêu cầu Betsy điền vào bảng mô tả Flippin để chúng tôi có thể xác định đâu là những mặt hạn chế có tác động nhiều nhất đến bà. Sau khi xem qua điểm số, chúng tôi đối chiếu với trang kết quả và đưa ra câu trả lời. Hạn chế cá nhân có tác động lớn nhất đối với Betsy chính là bà quá giàu tình cảm và thiếu tính hiếu chiến. Bà không có bản năng sát thủ vốn cần thiết cho các trận đấu đỉnh cao. Nói cách khác, tài nghệ và kỹ năng của bà đã đưa bà tiến xa, nhưng những hạn chế cá nhân đã kìm hãm, không cho bà đạt được vị trí số 1. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tài năng và những nỗ lực của Betsy, nhưng thật chớ trêu là chính tình yêu thương và sự quan tâm đối với người khác, những điều đã giúp bà trở thành một người mẹ và người bạn tốt, hóa ra lại chính là mặt hạn chế đã không cho bà đánh bại các đối thủ trên sân tennis. Khi tôi đưa cho bà kết quả khảo sát, bà ngẩn người ra một thoáng rồi thở dài. Mark lúc ấy đang ngồi cạnh vợ, ông cười nhẹ. Em thấy chưa, anh đã nói với em điều đó suốt 30 năm nay rồi, giờ em thấy anh nói có đúng không? Diễn tiến câu chuyện khiến Mark chợt rơi vào tình huống há miệng móc quai vì ông chợt nhận ra rằng ông gần như đã đồng tình với phương pháp của tôi. Ngoài ra còn một câu hỏi mà ông phải giải đáp, ông đã gắn bó với vợ mình suốt một thời gian dài. Còn tôi chỉ mới tiếp xúc với bà ấy chưa đến một giờ đồng hồ. Làm sao tôi có thể nắm rõ những điểm yếu của bà Betsy nhanh đến vậy? Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Betsy quá tình cảm và không đủ hiếu chiến để giành thắng lợi ở mức mà bà mong muốn. Điều này thể hiện rõ nhất khi bà phải thi đấu với những người mà bà mến mộ. Lúc nào bà cũng để thua hiệp đầu tiên rồi cố gắng cân bằng tỷ số sau khi đã để đối thủ dẫn trước. Tạo ra thế yếu như vậy
không phải là cách hay để giành ngôi vô địch. Tôi hỏi, Betsy, liệu bà có thể tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không chỉ xác định những hạn chế cá nhân hàng đầu của bà, mà còn đề ra một kế hoạch giúp bà khắc phục các hạn chế ấy ngay lập tức? Betsy hoàn toàn có thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra, và bà đã thực hiện. Bác cũng thế. Chút bỏ gánh nặng. Vài năm trước, tôi đưa hai cậu con trai Matthew và Micah đi dã ngoại. Đó là một chuyến leo núi mệt lử kéo dài 6 ngày ở Colorado. Buổi sáng, sau khi đến Beaver Creek, ba bố con đi bộ đến khu vực trượt tuyết để bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Chúng tôi khoác ba lô lên vai, tiến về phía chiếc thang máy sẽ đưa mọi người đến điểm trượt tuyết. Đứng ở một góc của một tòa nhà to nằm ở chân núi trong lúc chờ thang máy, chúng tôi đưa mắt nhìn ra bãi đất trống phía trước. Chúng tôi gần như không tin vào quang cảnh rực rỡ trước mắt mình. Chúng tôi không biết rằng hôm đó là ngày hội khinh khí cầu lớn nhất nước, bị mê hoặc bởi cảnh tượng những người chơi khinh khí cầu đang chuẩn bị cho chuyến bay của họ. Chúng tôi mải mê ngắm nhìn những chiếc khinh khí cầu căng phồng đủ màu sắc cầu vồng nổi bật trên nền trời xanh. Các phi công và phi hành đoàn đang hối hả chạy tới chạy lui. Những tiếng nổ từ bình khí đốt khiến không khí náo nhiệt của buổi sớm mai như có thêm điểm nhấn. Những chiếc khinh khí cầu căng phồng chỉ trực chờ các sợi dây thừng được tháo ra là bay vút lên không trung. Một chiếc khinh khí cầu thu hút sự chú ý của tôi. Hầu hết mọi người nhanh chóng tản ra xa khu vực đó vì chiếc khinh khí cầu đã trở nên nguy hiểm. Ngọn lửa từ chiếc bình khí đã tắt ngấm và không khí nóng bên trong chiếc khinh khí cầu không đủ để nâng nó bay cao ở mức cần thiết. Được thổi phồng mới một nửa và bị cột chặt vào sợi dây dài, chiếc khinh khí cầu bay là lả trên mặt đất rồi bắt đầu quay vòng vòng, đập vào bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, như một quả bóng bowling khổng lồ. Một thành viên phi hành đoàn đang cuống cuồng tìm cách tháo sợi dây neo bị buộc quá chặt, trong khi chiếc khinh khí cầu cứ ung dung tàn phá mọi vật xung quanh. Khi quan sát từ xa, chúng tôi thấy thỉnh thoảng chiếc khinh khí cầu lại sốc nảy lên khi nó lảo đảo muốn bứt khỏi sợi dây buộc. Tôi nhìn hai cậu con trai và nói, các con ạ, bố biết cảm giác muốn bứt phá ấy là như thế nào. Ý bố là sao ạ? Matthew hỏi, ý bố là cảm giác muốn cất cánh bay lên nhưng lại bị buộc chặt vào một thứ gì đấy và cố gắng trong vô vọng để được tự do. Bố biết cảm giác ấy như thế nào? Rồi tôi tiếp tục giải thích với các con về việc hết lần này đến lần khác, tôi cảm thấy như bị một sợi dây vô hình giữ lại khi tôi muốn bay vút lên cao. Bất kể những lỗi lầm và thất bại của mình, tôi vẫn tin rằng tôi sinh ra để làm được những điều lớn lao hơn nữa. Hãy cắt đứt sợi dây trói đó và để tôi được tự do. Tôi muốn bay. Trừ hôm đó, từ trên đỉnh đồi khi cùng các con ngắm những chiếc khinh khí cầu bay vút lên trời, tôi lại suy ngẫm về các điểm tương đồng đáng chú ý giữa con người và những chiếc khinh khí cầu ấy. Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều đang cùng có mặt trên một chiếc khinh khí cầu, và dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không thì tất cả chúng ta cũng đều đang tham gia một cuộc đua. Một số người vẫn còn bị cột chặt dưới kia và đang tìm cách bứt khỏi sợi dây để bay lên, rồi cũng có những người đã cất cánh được nhưng lại không thể bay cao bởi vì họ mang theo quá nhiều vật nặng. Chính sợi dây và vật nặng kia đã kìm hãm họ khi họ cố gắng bay lên. Khi bắt đầu cất cánh, chúng ta để ý thấy một số khinh khí cầu bay vút lên ngay lập tức, trong khi những khinh khí cầu khác cứ luẩn quẩn bên dưới, rồi có người chạy đến và hét to với một trong những người đang cố gắng làm chiếc khinh khí cầu bay cao. Tại các vật nặng đấy, hãy ném hết các vật nặng ra đi. Phải mất một lúc, người ở trên khinh khí cầu mới hiểu ra rằng chính các vật nặng kia làm tôi không thể vút bay lên. Họ bắt đầu ném hết các vật nặng ra ngoài, và thế là chiếc khinh khí cầu bắt đầu bay lên. Cuộc hành trình mà bạn sẽ đi hoàn toàn tùy thuộc vào bạn mà thôi. Khinh khí cầu của bạn, các vật nặng mà bạn mang theo, sợi dây của bạn, những thứ cột chặt bạn ở mặt đất, bạn có thể lựa chọn để sống theo cách như từ trước đến giờ, hoặc bạn cũng có thể lựa chọn khác đi, tức là xác định và khắc phục những gì đang kìm hãm mình. Bạn có thể bay lên, tận hưởng làn gió và cả bầu trời. Khi đó, cuộc sống sẽ tuyệt diệu hơn nhiều vì bạn đã vượt lên chính mình. Hãy tìm những vật nặng trong cuộc sống của bạn và ném hết chúng ra ngoài.
Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu hết chương 2 của cuốn sách, và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang chương 3. Chương 3, 5 quy luật của hạn chế cá nhân. Trường hợp của Peter và Daniel xảy ra cách trường hợp của Renit và Tony hơn 30 năm. Trong suốt thời gian ấy, công ty của tôi đã may mắn được làm việc với nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, thể thao và giáo dục. Thông tin mà chúng tôi thu thập được chỉ xoay quanh một vấn đề trong mỗi lĩnh vực. Những người có tài nghệ và năng lực đều đang tự hạn chế thành công của mình, nhưng họ cũng phát hiện ra rằng họ có thể phát huy hết tiềm năng một khi họ xác định được những mặt hạn chế và khắc phục chúng. Với những kinh nghiệm thực tế và sự hiểu biết sâu sắc, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh nhằm xác định các nhân tố cụ thể làm giới hạn thành tích của chúng ta. Chúng tôi cũng phát triển một kế hoạch được cá nhân hóa phù hợp với từng trường hợp nhằm giúp mọi người chế ngự điểm yếu của bản thân. Cốt lõi của hệ thống này là 5 nguyên tắc mô tả tác động của các hạn chế cá nhân đối với cuộc sống của bạn. Tôi gọi chúng là 5 quy luật của hạn chế cá nhân. Khi được kết hợp với nhau, các quy luật này mang đến nền tảng vững chắc cho chương trình phát triển cá nhân sẽ được trình bày ở các chương tiếp theo. Quy luật số 1. Ai cũng có những hạn chế cá nhân. Tất cả chúng ta đều biết những nhân vật nổi tiếng bị bêu díu ngay trên trang nhất của các tờ nhật báo như là nạn nhân của thái độ giận dữ, lòng tham và tình trạng suy đồi đạo đức của chính họ. Nhưng chúng ta cũng biết có những nạn nhân ở cấp độ nhẹ hơn, đó là cấp bậc phụ huynh hay chỉ trích con cái, những ông chủ quá bảo thủ. Ai cũng có những mặt hạn chế nhất định. Tôi có hạn chế, tất cả những người mà tôi quen biết cũng có, và bạn cũng có những hạn chế riêng của bạn. Như chúng ta đã thấy, một vài hạn chế gây tác hại nặng nề hơn so với những hạn chế khác. Vậy nên chẳng có lý do gì để chúng ta tập trung vào những điều bất tiện nhỏ nhặt khi thảm họa thật sự đang rình rập phía trước. Khi tôi phát triển chương trình khắc phục hạn chế cá nhân, tôi đã phát hiện ra rằng hạn chế cá nhân có thể chia làm 3 nhóm cơ bản. 1. Hạn chế không quan trọng. Nhóm này không tạo nên khác biệt lớn trong cuộc sống hàng ngày, trừ khi chúng cản trở một công việc cụ thể nào đó. Ví dụ, ăn mặc bất chấp thời trang, dáng người quá thấp hoặc quá cao, thuận tay trái. Những đặc tính này nhìn chung không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tạo dựng thành công của bạn. 2. Hạn chế có thể thuê người làm thay. Đây là những hạn chế mà bạn có thể thuê một người khác làm thay bạn. Việc này hoàn toàn chấp nhận được nếu người bạn thuê có thể mang đến những giải pháp hữu hiệu. Những hạn chế có thể thuê người làm thay bao gồm bừa bộn, giải pháp thuê người giúp việc nhà, thiếu khả năng sắp xếp công việc, giải pháp thuê thư ký hoặc trợ lý hoặc không nắm vững ngữ pháp, giải pháp cài đặt chương trình sửa lỗi chính tả hoặc thuê biên tập viên. 3. Hạn chế của riêng bạn. Những hạn chế dạng này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cá nhân và công việc của bạn. Một việc mà tôi luôn cố gắng thực hiện là thuê người tập thể dục giúp mình, nhưng có vẻ đây là một kế hoạch bất khả thi. Những hạn chế này bao gồm các đặc điểm như thiếu tự tin, thiếu tự chủ và các đặc điểm khác thuộc về tính cách, ví dụ thiếu uy tín. Đây là những điều mà tự bạn có thể thay đổi. Việc xác định được nhóm hạn chế này sẽ mang đến cho bạn lợi ích to lớn nhất. Trọng tâm của tất cả những điều mà chúng ta sẽ thảo luận nằm ở nhóm thứ 3. Tôi không hứng thú lắm khi phải dành thời gian giải quyết những vấn đề không quan trọng hoặc không đáng kể. Những việc mà tôi có thể thuê người khác làm thay đương nhiên cũng quan trọng, nhưng chúng luôn xếp sau những hạn chế then chốt mà chỉ có mình tôi có thể xác định và giải quyết. Sau khi điểm lại các mục tiêu, vai trò và các mối quan hệ, chúng ta sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn để xác định những hạn chế có thể bỏ qua. Các hạn chế có thể thuê người làm thay và các hạn chế chính ta phải đương đầu. Việc nắm được sự khác biệt này chính là chìa khóa để xác định được các hạn chế có ảnh hưởng đến thành công của bạn nhiều nhất. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hy vọng đạt được kết quả mà mình mong muốn. Quy luật số 2. Bạn không thể thoát khỏi những hạn chế mà bạn không xác định được. Có một chuyện cổ kể về cách bắt khỉ ở châu Phi.
thợ săn sẽ khoét trên trái dừa một lỗ nhỏ, chỉ vừa đủ để con khỉ thò tay vào. Rồi người ta bỏ một trái cam nhỏ hoặc trái chuối vào bên trong và buộc trái dừa lên cành cây. Mùi hương trái cây mê hoặc con khỉ, khiến nó cho tay vào trái dừa, để rồi nhanh chóng nhận ra rằng cái lỗ trên trái dừa không đủ lớn để nó có thể rút cả bàn tay lẫn miếng mồi ra ngoài. Để rút tay ra, nó buộc phải bỏ lại miếng mồi, nhưng nó sẽ không làm vậy. Nó tham ăn đến nỗi khi người thợ săn tiến sát đến bên cạnh, nó vẫn không buông tay ra để thoát thân. Bạn có hình dung ra bức tranh đó không? Rất nhiều người trong chúng ta bị cầm tù bởi những hạn chế mà chúng ta cứ khư khư ôm lấy, bao gồm cả những vấn đề không được giải quyết trong quá khứ, bởi vì chúng ta không xác định được chúng. Giống như con khỉ, chúng ta bối rối và bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn mà không hề nhận ra rằng chúng ta phải trả giá bằng chính tự do của mình. Hãy nhớ lại câu chuyện về việc cậu thiếu niên Tony bị bỏ tù và việc Daniel không sẵn sàng khám phá bản thân mình. Những vấn đề mà họ không chịu đương đầu đã khiến họ bị bế tắc và không thể phát huy được tiềm năng của mình. Trong trường hợp của Daniel, thành công trong những lĩnh vực khác của cuộc sống có thể đã ru ngủ anh, khiến anh nghĩ rằng anh không cần phải khắc phục những điểm yếu của mình. Còn Tony, cậu thiếu niên vướng vào vòng lao lý, có lẽ vì không bao giờ tin rằng cậu có thể thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực. Thật đáng buồn khi cả hai người đều không nhận ra rằng việc khắc phục những mặt hạn chế là hoàn toàn có thể và hết sức cần thiết. Nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời viên mãn, ý nghĩ đơn giản này sẽ giúp chúng ta từ bỏ cuộc sống cũ để đón nhận cuộc sống mới. Quy luật số 3. Những hạn chế của chúng ta tự bộc lộ trong từng lĩnh vực cuộc sống. Tôi có lý do khi khuyến khích Peter nên hỏi ý kiến đánh giá từ các đồng nghiệp và từ vợ anh. Những vấn đề nảy sinh nơi công sở thường theo chúng ta về nhà, chúng bám theo bạn như hình với bóng. Việc nhận ra những mặt hạn chế cá nhân không phải để bạn kết tội bản thân, mà là để bạn hiểu rõ hơn tác động của chúng. Nếu bạn là người khó tính trong công việc, nhiều khả năng là bạn cũng khó tính khi ở nhà. Các hạn chế cá nhân khá đa dạng, mặc dù hầu hết là những hạn chế về hành vi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có hạn chế về thể chất hay trí tuệ. Những hạn chế này phiền toái đến nỗi chúng cản trở bạn trong tất cả mọi lĩnh vực mà bạn đang nỗ lực vươn lên. Bất chấp sự tồn tại hiển nhiên của những hạn chế này, mọi người xung quanh vẫn giả vờ như không hề nhìn thấy và còn cho rằng họ làm như vậy là đúng. Tuy nhiên trên thực tế, nếu ta không mạnh dạn chỉ ra những hạn chế của người khác thì nghĩa là ta đang hại họ. Hãy lấy trường hợp của Richard làm ví dụ. Chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp với các giám đốc cấp cao của một công ty mà chúng tôi đang hợp tác. Trước khi ra về, tôi muốn phỏng vấn họ thêm. Tôi hỏi một trong hai người đàn ông ngồi cùng bàn với tôi. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Richard. Anh ta có vẻ là một anh chàng sáng giá và có triển vọng. Vị giám đốc điều hành trả lời ngay. Anh ta rất thông minh và có đạo đức nghề nghiệp. Câu hỏi tiếp theo của tôi khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên. Tôi muốn hỏi về cái biếu trên đầu anh ấy. Các anh có biết gì về nó không? Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, dường như không ai muốn thừa nhận khuyết điểm về ngoại hình rất đáng chú ý của Richard. Một cái biếu lớn nằm nhô ra trên một bên trán của anh. Cuối cùng, một người lên tiếng trả lời. Khi mới vào làm, anh ta đã có cái biếu ấy rồi, nhưng nó ngày càng lớn dần lên. Lúc đầu thì cũng chẳng thành vấn đề, bởi vì công việc và lĩnh vực của anh ấy không đòi hỏi về giao tiếp nhiều. Nhưng dạo gần đây, anh ta thường tham gia họp hành cùng khách hàng và anh trở thành đại diện cho công ty trong nhiều hoạt động. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy về cái biếu. Làm sao mà chúng tôi có thể đề cập đến vấn đề hoàn toàn mang tính cá nhân như thế được? Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy để xem vấn đề là gì. Tôi nói, cả hai người họ đều có vẻ bị bất ngờ khi tôi muốn thảo luận về việc ấy. Tôi lên lịch cho chuyến viếng thăm tiếp theo và tôi cũng yêu cầu được gặp riêng một số người, trong đó có Richard, để cùng xem xét tất cả những hạn chế cá nhân của họ. Tôi không hiểu tại sao trước đây chưa ai nói chuyện với anh ta về cái biếu, nhưng tôi thì khác. Tôi là một bác sĩ tâm lý. Mong muốn của tôi là xác định tất cả những thứ làm ảnh hưởng đến trạng thái khỏe khoắn và cơ hội thành công trong cuộc sống của mọi người. Mặc dù trong cuộc sống có một vài việc bạn không thể thay đổi được, nhưng tôi cho rằng
Số lượng những việc như thế nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Trong trường hợp cụ thể này cũng vậy. Mặc dù đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng những tác động của nó lại không nhỏ chút nào. Làm thế nào người ta có thể phớt lờ một cái bướu to bằng cỡ quả bóng đánh gôn trên trán một người đàn ông khi nó ở khoảng gần tử điểm ngay trên mắt phải của anh ta? Chat tiếp tôi trong phòng làm việc của anh. Sau khi trao đổi đôi điều về công việc, tôi liền đề cập thẳng vào vấn đề mà tôi thực sự quan tâm. Richard, anh có thể nói cho tôi biết về cái biếu trên trán anh được không? Anh ta nhìn tôi cũng bằng cái cách mà hai vị giám đốc của anh đã nhìn tôi trước đó và hỏi. Nó có làm phiền anh không? Tôi trả lời, không, không phiền chút nào. Nhưng cái biếu đó có thể cản trở sự thăng tiến của anh và chính điều đó mới làm tôi phiền lòng. Tôi muốn biết liệu có cách nào để giúp anh không? Thế rồi, Richard kể cho tôi nghe câu chuyện về cái biếu. Khi còn học trung học, tôi là một cầu thủ cừ khôi, nhưng tôi chỉ cao khoảng 1m7. Điều đó khiến tôi gặp nhiều bất lợi. Vì thế, tôi đã quyết định sử dụng nội tiết tố thay thế, có chứa steroid. 6 tháng sau, tôi thấy vài cái biếu nổi lên trên hai cánh tay và lưng, và một năm sau thì cái trên trán xuất hiện như anh đã thấy. Hồi đó tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể đánh bại những đối thủ sừng sỏ trên sân cỏ. Nhưng giờ thì tôi phải sống với những tác dụng phụ không mong muốn từ sự lựa chọn dại dột đó. Từ trước đến giờ anh có thử đi khám chưa? Liệu có thể cắt bỏ cái biếu đó hay không? Tôi hỏi. Anh lắc đầu vẻ tư lự. Anh nghĩ vợ anh sẽ nói sao nếu chúng ta hỏi ý kiến cô ấy về việc này? Anh đã từng nghe nói có người phụ nữ nào muốn kết hôn với một gã trên đầu có một cục bướu to không? Richard tủm tỉm cười. Tôi đánh giá cao tính bộc trực và óc hài hước của anh trong chuyện này. Chúng tôi đã thống nhất là sẽ tìm cách làm cho cái bướu trên trán của Richard không nhất thiết phải là điều đầu tiên khiến mọi người chú ý đến anh, và Richard đồng ý sẽ đến gặp bác sĩ. Bác sĩ khuyên Richard nên cắt bỏ cái bướu ấy ngay vì nó đã bắt đầu bén rễ vào xương sọ. Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán phần lớn chi phí của cuộc phẫu thuật và ông chủ của anh thanh toán nốt phần còn lại. Cái biếu đã được lấy đi kịp thời, tuổi thọ của anh được kéo dài thêm. Câu chuyện của Richard đã có một kết thúc có hậu, nhưng ở đây vẫn còn có những câu hỏi cần được xem xét. Liệu việc không dám đề cập đến hạn chế của một ai đó có phải là tốt? Và tương lai của Richard sẽ ra sao nếu không một ai dám nói đến cái biếu trên trán anh? Liệu chúng ta có nên để bạn bè, người thân hay đồng nghiệp của mình sống mãi với một thứ gì đấy rõ ràng là đang gây trở ngại đối với thành tích, ngoại hình và thành công của họ mà không hề tìm cách giúp đỡ? Liệu có nên dũng cảm đối diện với sự ngượng ngùng trong thoáng chốc để một lần và mãi mãi thoát khỏi nỗi mặc cảm bấy lâu? Cái biếu của Richard đi theo anh khắp mọi nơi và không chừng đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tán gẫu mua vui. Đương nhiên, đây không phải là trường hợp điển hình, và ở cương vị là bác sĩ tâm lý, tôi cũng có lợi khi mọi người biết rằng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Nhìn chung, khi đề cập đến những vấn đề mang tính cá nhân và tương đối nhạy cảm, hai bên phải thật sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Trước tiên, bạn nên kiểm tra lại động cơ của mình để đảm bảo rằng bạn đang hành động vì thực sự mong muốn điều tốt nhất cho người kia, chứ không phải vì vấn đề ấy khiến bạn phiền lòng. Ngoài ra, nhiều người có lẽ không nhận ra rằng một vài hạn chế cá nhân của bạn hiển hiện rất rõ ràng trước mắt mọi người, giống như cái bướu ở trên đầu kia. Dù đó là những hạn chế mà mọi người cố tránh đề cập đến, nhưng lại khiến họ không nhìn thấy được những khả năng tuyệt vời khác của bạn. Chúng ta cần thành thật nhìn nhận tác động mà mỗi hạn chế gây ra cho chúng ta và cho những người xung quanh. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp của ta, tất cả họ đều xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm cho họ. Nhờ họ, chúng ta sẽ nhận ra những thiếu sót của bản thân. Thậm chí, có thể chúng ta sẽ phát hiện ra rằng việc đối mặt với những nhược điểm ấy không quá khó khăn như ta vẫn nghĩ, và phần thưởng chúng ta nhận được cũng thật sự lớn hơn nhiều so với nỗi sợ hãi ban đầu. Quy luật số 4. Hạn chế cá nhân tùy thuộc vào vai trò cụ thể. Từ nhỏ, tôi đã không có khiếu trong môn toán. Liệu bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là một viên kế toán không? Tôi luôn phải đánh vật với những con số và chắc hẳn không phải là ứng viên sáng giá cho vị trí ấy.
Có thể tôi sẽ đẩy công ty đi đến bờ vực phá sản và khiến toàn bộ ban giám đốc phải vào tù cũng không chừng. Thật nghịch lý là các hành vi ứng xử có khuynh hướng len lỏi vào tất cả mọi ngõ ngách của cuộc sống con người, nhưng chúng chỉ bị xem là hạn chế khi chúng cản trở bạn đạt được những mục tiêu cụ thể. Tác động của các hạn chế có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào vai trò hoặc môi trường sống và làm việc của chúng ta. Một hành vi gây trở ngại cho bạn trong lĩnh vực này có thể trở thành một tài sản quý giá ở lĩnh vực khác. Ví dụ, nếu một người có bản tính hiếu thắng, thì vai trò làm huấn luyện viên cho đội bóng đá của trường sẽ thích hợp với anh ấy hơn vai trò một giáo viên dạy toán. Song, dù đảm nhận vai trò nào thì anh ấy vẫn phải học cách kiểm soát bản tính hiếu thắng của mình. Khả năng phân tích và sự thận trọng có thể hỗ trợ nhiều cho một vị bác sĩ, nhưng lại có thể trở thành rào cản đối với một nhân viên bán hàng hay tiếp thị với đặc thù công việc là phải đưa ra quyết định trong chớp nhoáng. Bên cạnh đó, tính cách này còn khiến người đó gặp rắc rối trong các mối quan hệ và trở nên khó hòa hợp với xung quanh do luôn bận tâm đến từng tiểu tiết. Tính hiếu chiến thấp không có lợi cho một vận động viên đua xe và sự thiếu tự tin chắc chắn là không tốt cho một bác sĩ phẫu thuật. Không ai đánh giá cao một giáo viên quá lạnh lùng, cũng như hiếm có ông chủ nào thích một nhân viên kế toán quá sáng tạo. Những hạn chế cá nhân của chúng ta tùy thuộc vào từng vai trò cụ thể mà ta đang đảm nhận. Thuần túy và đơn giản. Để nắm bắt rõ hơn về những hạn chế của mình, chúng ta cần đánh giá mỗi hạn chế trong từng hoàn cảnh cụ thể và cân nhắc xem liệu chúng có phải là rào cản khiến ta không thể phát huy tối đa năng lực của mình hay không. Quy luật số 5. Người khắc phục được hạn chế của mình sẽ giành chiến thắng. Giờ thì chúng ta đã tiến đến trọng tâm của chương trình khắc phục hạn chế cá nhân. Đó chính là phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận được khi đã vượt qua những hạn chế của mình. Với kinh nghiệm làm việc suốt bao nhiêu năm và hàng ngàn trường hợp thành công, chúng tôi đã có thể chứng minh được rằng những người chủ động xác định và loại bỏ các hạn chế cá nhân của mình sẽ gặt hái nhiều thành công hơn những người không làm được điều đó. Đây cũng là một quy luật vật lý cơ bản, càng mang nhẹ càng đi được xa. Quy luật này mang đến cho chúng ta niềm hy vọng rằng chúng ta có thể cải thiện hoàn cảnh hiện tại của mình và điều đó sẽ tác động trực tiếp đến tương lai của chúng ta. Đến đây thì vấn đề hơi phức tạp, thế nên xin các bạn hãy chú ý, tôi không nói rằng những người có ít hạn chế sẽ giành chiến thắng, mà những người học được cách giảm thiểu hoặc triệt tiêu những hạn chế đáng kể mới là người chiến thắng. Hạn chế đáng kể ở đây được hiểu là hạn chế thường xuyên xuất hiện và làm tổn hại các mối quan hệ hoặc chất lượng làm việc của bạn. Những ai có ít hạn chế đáng kể sẽ có khả năng đạt thành tích cao hơn những người có nhiều hạn chế đáng kể. Khái niệm này cần được nghiên cứu kỹ hơn bởi những tư tưởng ẩn chứa bên trong đó hết sức quan trọng. Sự thật là nhiều người vốn sinh ra đã có ít hạn chế cá nhân hơn hẳn những người khác. Ví dụ như Will Harrod, một trong những nhân viên của tôi, đã trở thành một người mẫu quốc tế và được chu du khắp nơi trên thế giới. Will khá điển trai, dáng khỏe mạnh như một vận động viên và anh cũng là một nhà nghiên cứu chuyên sâu về tiếng Anh. Hầu hết chúng ta đều không được sinh ra với năng lực và tài nghệ mà anh đang sở hữu. Nhưng những ưu thế bẩm sinh không xác định mức độ phát triển của một cá nhân. Sự phát triển cá nhân đòi hỏi bạn phải nỗ lực khắc phục những hạn chế đang kìm hãm bạn phát huy hết tiềm năng của mình. Những ưu thế về điều kiện gia đình, năng khiếu bẩm sinh hay bộ gen di truyền của bạn không đồng nghĩa với sự phát triển cá nhân, và chúng ta cũng không nên nhầm lẫn những người có ưu thế ấy với những người đã học được cách sử dụng tài năng của họ sao cho hiệu quả nhất. Vern đã nỗ lực hết mình để luôn đứng đầu trong những hoạt động mà anh tham gia. Đúng là anh có tài, nhưng chính niềm đam mê và sự phấn đấu mới chính là yếu tố giúp anh vượt lên trên những người khác. Mục đích cuối cùng của quyển sách này là giành chiến thắng. Giành chiến thắng ở đây không có nghĩa là bạn sẽ tranh tài trong các cuộc đua hay cố gắng kiếm ra nhiều tiền nhất. Ý tôi là bạn có thể phát huy hết tiềm năng của bản thân và trở thành con người lý tưởng nhất mà bạn có thể tự hình dung về mình. Chiến thắng ở đây là chiến thắng trong việc trở thành chính mình, bản thể tốt đẹp nhất của bạn. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với Kho Sách Nói hiểu hết chương 2 và chương 3 của cuốn sách này. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.
xin mời quý thính giả tiếp tục đến với chương 4 của cuốn sách.